Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh 86 đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tác chiến không gian mạng và các lĩnh vực quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng dịch vụ, an toàn thông tin, an ninh mạng và chuyển đổi số trong phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh 86 đã tiếp nhận các điểm đất trên địa bàn cả nước để quy hoạch xây dựng doanh trại. Trong vòng 4 năm qua, Bộ Tư lệnh 86 đã triển khai dự án xây dựng doanh trại cơ quan tại thành phố Hà Nội, đáp ứng tiêu chí cơ bản, đồng bộ, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, có tầm nhìn từ 30 đến 50 năm và phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Với các phân khu chính, sở chỉ huy, trung tâm dữ liệu, trung tâm điều hành tác chiến không gian mạng có trang bị hiện đại, giúp nâng cao năng lực dự báo tình hình, xử lý các tình huống, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng công trình Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh 86 đánh dấu sự phát triển của lực lượng tác chiến không gian mạng. Thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị khóa 12 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chủ động làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống trên không gian mạng. Để tiếp tục mỗi cán bộ chiến sĩ tích cực học tập hơn nữa, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mình, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình mới, theo kịp với sự phát triển của công nghệ thông tin, theo kịp với các thủ đoạn tác chiến trên không gian mạng của các đối tượng, để bảo đảm cho các đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là rất mong các đồng chí tiếp tục tổ chức phối hợp với các lực lượng để mà luyện tập đối kháng với các lực lượng, để tự mình đánh giá trong khả năng của bản thân mình hoàn thành nhiệm vụ đến đâu. Trên cơ sở đó để tiếp tục bồi dưỡng, để bù nấp những cái chỗ thiếu, chỗ còn yếu cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị mình, để bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới đây. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 triển khai quyết liệt đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng với chất lượng và hiệu quả cao nhất, tăng cường huấn luyện, khai thác, làm chủ và bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin chỉ huy điều khiển vũ khí công nghệ cao, góp phần xây dựng quân đội hiện đại.